nhằm tăng cường quản lý các cơ sở thẩm mỹ, cung cấp dịch vụ làm đẹp trên địa bàn. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành các cơ sở hành nghề y dược tư nhân thành phố Long Xuyên đến kiểm tra các cơ sở hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố. Đoàn đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phường Mỹ Xuyên. Qua kiểm tra, các cơ sở đều đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất, tuy nhiên cần bổ sung một số giấy tờ theo quy định. Đoàn đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế và có buổi làm việc trong lần hẹn tiếp theo. Việc tiến hành kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ cung cấp dịch vụ làm đẹp trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2023 nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, chú trọng đến các vấn đề nóng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, qua đó kịp thời chấn chỉnh các cơ sở có hành vi vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn.